Hà sẽ dẫn mọi người đi phượt ở Langkawi, một quần đảo được mệnh danh là viên ngọc của bang Kedah, Malaysia. Khoe nhẹ chiếc váy chống nắng sắp bay từ Việt Nam. Phương tiện giao thông chính ở Malaysia là xe hơi. Đi lạc bên trái nha. Đây là lần đầu tiên Hà dám chạy xe máy ở Malaysia luôn á, nên Hà chạy với tốc độ lên đến 30 km/h. Giờ chúng ta sẽ đi tới Air Telaga Tuchu, hay còn gọi là thác 7 cây giếng hoặc Seven Wells Waterfall. Mọi người tới đây nhớ mang theo đồ thay để tắm nha. Bạn đồng hành của Hà ở Langkawi là anh Chi Khun, chủ nhân trang blog Little Women's Journey. Từ chỗ đậu xe chỉ đi khoảng 15 phút là tới thác. Telaga Tuchu là một trong những con thác đẹp nhất Langkawi, tọa lạc ở núi Mount Chinchang, ngọn núi cao thứ hai ở Langkawi. Đi tiếp 15 phút là lên đỉnh thác. Đỉnh thác có nhiều hồ tự nhiên. Tới đây thì tắm tiếp nè. Thời điểm này đang là mùa khô nên không có nhiều nước lắm. Xa xa là đường cáp treo. Giờ chúng ta sẽ chui vào rừng để tới một địa điểm mà Hà mong chờ nhất hôm nay. Mọi người cần nhớ là đường đi sẽ băng qua hai cái cầu như thế này. Qua được cái cầu thứ hai là có rất gần hồ rồi. Mọi người ráng tìm nha. Blue Lake hay còn gọi là Blue Lagoon. Chỗ này thì chưa nhiều người biết và chưa có trên Google Maps nhưng mà không khó tìm lắm. Từ đỉnh thác đi tiếp hết có 15 phút thôi. Ôi là trời, hồ nước có màu xanh và cực kỳ trong. Cái cảm giác được ngâm chân trong làn nước mát sau một chặng đường dài nó phê. Nghe nói là ở nơi đi buổi sáng thì màu nước sẽ xanh đậm đẹp hơn nữa. Giờ mình xách xe dạo một vòng, ngọn hải đăng này nhìn dễ thương ha, hình như là nó không có còn hoạt động nữa. Đây là những chỗ mà người dân địa phương hay ra hóng gió câu cá, kia là những chiếc du thuyền sang chảnh của giới nhà giàu, còn đây là bãi đậu tàu. Một bên là tàu cá của ngư dân và một bên là du thuyền. Hà nghe bạn bảo du thuyền chỉ đậu ở đây khi có việc thôi vì phí đậu của du thuyền cực kỳ mắc. Tự lái xe có một cái hay là mình có thể đi tới những nơi tuy không hào nhoáng với khách du lịch nhưng giúp mình hiểu thêm về cuộc sống của người dân. Và nó mang lại với cảm giác thoải mái, bình yên. Đi du lịch thì đâu chỉ là để check-in đâu đúng không? Ở Langkawi rất là dễ thuê xe. Chỗ Hà thuê là 35 đồng một ngày, cộng 50 đồng, không cần để lại giấy tờ gì cả. Hà dùng bằng lái Việt Nam được đó vì trên bằng lái có viết song ngữ mà. Nếu bạn tới Langkawi thì đừng quên trải nghiệm phượt quanh đảo nha. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người phần 2.